Con tên là Mỹ Đông, con 9 tuổi. Hiện tại nhà con có 3 người, mẹ, con, em. Tôi tên là Bờ Khứ Nu, tôi 34 tuổi. Hiện tại tôi là nương làm giấy. Hàng ngày con làm việc, quét nhà, rửa bát, nấu cơm nhặt rau cho lợn ăn. Một mình tôi nuôi 2 đứa khó khăn lắm. Thôi nhờ đưa cô đi học, sau về thì không có thời gian đi nữa là giấy, vơ vả lắm. Bố của Đông đã mất cách đây 3 tháng vì bạo bệnh. Cuộc sống của mẹ con Đông nay lại càng trở nên khó khăn hơn khi vắng đi bóng hình của người chồng, người cha. Vì để mẹ đỡ vất vả nên đôi khi Đông phải tự mình đi qua những ngọn đồi gần 10 cây số để đến trường với ước mơ bé nhỏ là được đến gần hơn với những con chữ để sau này có thể đỡ đần cho mẹ phần nào. Tôi hy vọng cô tôi đi học giỏi và đi làm cho mẹ tự hài lòng. Con thích học môn toán, con ước mơ làm trưởng bản giúp người dân và trồng trọt. Robby cùng các đối tác kinh doanh thật vinh dự khi được làm một mảnh ghép trong hành trình đi tìm con chữ của bé Đông, cũng như nhiều trẻ em ở vùng cao qua những phòng tin học trong chiến dịch Người Kết Nối.